Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ê, nó nhảy, nó nhảy rồi. Đeo nhê, cứu không, cứu. Cẩn thận nói lên ấy. Ok ok, không sao. Bơm máu đi bạn ơi. Nó lên, nó chỉ lên ở lối cầu thang thôi, làm gì mà căng. Chờ nó lên luôn. Đây bạn đây. Hay hù nhê. Ok. Mày làm gì vậy? Thanh niên. Tưởng là chơi sĩ kẹo mà dễ à? Ok anh em ơi. Thế là nó đã bị xanh mộ rồi nhá. Xanh mộ cho em ơi. Ơ nhưng mà hiện tại thì kẹo lại không có đạn tiểu liên anh em ạ. Nghèo ghê ta. Không có con băng tiểu liên nào cơ. Quần máu có đã anh em ơi. Dưới này. Hôm nay có máu chưa, tôi vứt máu cho một cuốn này. Chưa cậu. Đây này, mình vứt cho một túi máu này. Mình có một túi máu có mà. Tiểu liên đâu. Đâu, mình đang chơi tiểu liên mập pêu người mà. Bạn hả? Nhưng mà mình thích chơi tiểu liên hơn mà. Ok. iPad cho nó xì đao quá bạn. Đây một túi máu này. Lượm đi bạn. Lượm và bơm máu đi bạn ơi. Okay. Kẹo chạy xuống dưới cái đã anh em ơi. Bên dưới làm gì có ba đạn tiểu liên nào đâu. Hết rồi lại làm gì có đâu. Mũ 2 này cậu. Wow, mình có mũ 3 rồi cơ, nên là mình không cần mũ 2 đâu bạn ơi. Gát. Mũ 3 bình thường mà làm gì mà gát thả bạn. Sao bạn lên trên. Đấy đạn 3 tiểu liên mình này. Mình sẽ lên phần trên cái đã, đâu rồi bạn. Trong nhà này đấy. Bên này không có đạn liên cơ. Từ đây mình qua ngay. Let's go anh em. Thế này ngáo. À đúng rồi. Tính lên để công à. Nhưng mà mình cứu xong hơn như gì cơ mà. 1 cân 2 cân sao nổi hả anh em. Nhất là cân với team của sĩ kẹo là hơi bị khó khăn đấy. Thế nên kiểu hổ báo ngã. Hổ báo định công lên cơ. Cái kết xanh mộ luôn thanh niên hổ báo à. Cái kết dành cho thanh niên hổ báo anh em ạ. Hay bạn tôi. Ok. Mình có đồ rồi. Chiến wow. Ok. Lại có thêm được đạn tiểu liên nhé mọi người. Hello anh em và chúc anh em xem live vui vẻ nha. Đây là câu các bạn ơi. Còn lại 39 đứa cả. Đông ghê vậy ta. Tôi nhớ là chơi đảo trên đường các bạn ấy phải kêu nhau nhanh mới đúng cơ mà. Hôm nay các bạn ấy lại kêu nhau chậm nhỉ. Bây giờ kiểu kẹo lại lượm nhiều đạn súng trường quá. Thế đâm ra nó lại có tận bao nhiêu đây. 317 với đạn súng trường anh em ơi. Ghê chưa. Bây giờ này không có ai đâu ngay. Cứ thoải mái mà rút đồ nhá. Ok. Đây, các bạn anh em kêu là tại sao mà dạo này anh Kun chơi Ska. Thì bây giờ kẹo đã quay lại và chơi Ska rồi nha các bạn ơi. Đây. Phần này thì kẹo chơi combo đó là Ska cộng với MP40 nhá. Hôn nhé. Bố đích này hôn nhé. Qua đây. Mình có rồi. Ngay chỗ mình, có Ska. Ê, ok, thế được. Đây cậu bạn đây đi. Đây. Đây tiếng phát ra. Ê, wow, ngay. Phá xe. Đây bạn. Chỗ căn nhà nó. Đây rồi. Đậu xe mày chạy à? À, đậu xe mày chạy à? Wow, ok nốt từ nhé. Em lớn đúng không ạ? Ok hay. Ok. Như vậy là sĩ kẹo đã vừa clear được à. Đâu? Sĩ kẹo lại hồi nhi là clear được nguyên một tiệm chỗ này rồi nha em ơi. Một đứa ngay chỗ căn nhà lớn đúng không ạ? Tôi vừa clear nó luôn. Mình sẽ qua lượm săn nó cái đã. Ở ngay trước căn nhà lớn này ông ơi. Uầy, nó phá xe máy cả. Một con xe máy cũng không tha cũng phá luôn cả. Cái bọn này. Đâu cậu, nó phá xe máy của thằng đồng đội nó đấy. Nó giống team nào đó. À, nó phá xe máy của thằng đồng đội cả. Thế thì hay rồi không ạ? Thế thì hay rồi đây. Lên trên và lũ đồ nào anh em ơi. Người bạn nào đó của chúng ta. Wow, có vẻ như là giống sát thủ anh em ạ. Tôi lại cứ liên tưởng đến sát thủ. Wow, thì mình liên tưởng thế mà. Ê bạn vừa nằm đạn à? Là cái địch vậy? Mình. Ok. Ông cứ tưởng tôi làm. Tôi chạy lên tôi tưởng kẻ địch ông ạ. Sợ hết hồn. Kẻ đi cậu ơi, cô này clear. Đi bạn, let's go. Chúng ta sẽ qua khu khác và tiếp tục săn mạng nào anh em ơi. Đây bạn, sao bạn ơi. Đúng kép hả? Đâu vậy? Có cây à? Wow, có cây bên cạnh căn nhà đấy à? Nhê, clear chưa? Cây gần nhất này 300 à. Gần nhất là 300 á? What the hell? À đấy à? Wow bạn ơi, bạn clear chưa? Nhấp một rồi cả. Ghê. Còn thằng nữa đâu ấy. Clear luôn ông ơi. Ok, ôi bạn ơi, thằng nữa đằng sau. Thằng nữa đằng sau này. Thằng đá. What the hell, thằng đá. Ghê vậy. Mình còn máu có đá. Ui, headshot rồi cả. Xong rồi cậu ơi. Thôi thì ghê rồi ông ơi. Ông lại chơi gắt hơn cả sát thủ ấy chứ. Không cậu. Chỗ anh top 1 dễ dàng. Ok. Anh với lại Hồ Nhi sẽ cố chơi top 1 nha anh em ơi.
Mình ít kêu hơn Coi này nào coi đó các bạn ơi. Mình mới có chu kêu một bạn. Sao bạn lại mình nói? có chu kêu Vậy chúng ta free bằng kêu nhau à? Hiu mình có hiu free kêu truy kêu á? À bạn ba kêu chúng ta not friend ơi. Ba oh kêu thì chúng ta không nên làm đồng đội với nhau nữa rồi bạn ạ. Gắt. Mình sẽ đi riêng. Mình sẽ qua lượm Thôi xác cái thằng cháu. bạn vừa kêu. No. Từ Mình có sẽ một đi riêng kêu bạn thôi ạ. mà. No. Anh em với Một kêu. nhau. Thì anh em của chúng ta hơn thua với nhau một kêu mà bạn. Mình sẽ lượm xác cái đã. Xác không có gì cả anh em ơi. Ăn tạm cái nấm sống qua ngày vậy. Hay bạn ơi, đu dây đi bạn ơi. Ok, chơi. Chúng ta sẽ chơi trò đu dây mạo hiểm. Đây coi anh em ơi. 150 có thính nhá. Ok kệ đi. 150 có thính nhá. Tôi kệ đi ông ơi. Đây đây. Thế nhảy xuống này, đu dây được một đoạn không mà. Đu dây này. Nhảy xuống cứ thính thôi anh em ơi, let's go. Chúng ta sẽ chạy qua để lượm thính cái đá các bạn ơi. Anh cố giúp một nha anh. Ok em. Thank you em. Cảm ơn anh em đã chúc mình top 1 nhá. Wow. Ủa Nghe một NG cả. Thôi kệ anh em ơi. Mình vẫn chạy qua và lượm kịp anh em yên tâm. Tôi là tôi chết tính rồi. toán cả rồi. Tính toán cả rồi ông ạ. Ông yên tâm. Quay có ra này anh em ơi. Đấy bất chấp nó phải khác cho anh em. Thế là kẹo đã có đâu ra rồi nhá. Đây nhảy qua cửa sổ là ok nhá. Tuyệt vời. Nút đoạn an toàn đấy. Tính toán cả rồi mà anh em. Và như vậy thì hiện tại ở trong cái ván đấu này còn lại đó là 20 người chơi nữa. Kẹo đang ở trong nhà nên là khá là an toàn nha anh em ơi. Làm gì mà sợ bom rơi hả anh em. Thế này thì vô cùng là an toàn rồi. Ui. Đổ mất tiêu con xe máy ở ngoài. Tiếc thế nhỉ anh em. Ok đã xong. Hay bạn ơi mình qua với bạn ngay đây bạn ơi. Đây mình qua ngay. Đi đâu cậu? À, Ui. hướng 120 có thính cho cậu. Anh ham thính quá. Các bạn lại comment Đi là luôn, đi luôn. đồng đội như lèn. Team của mình nó vậy mà anh em ơi. Team của mình căng mà. Team của mình thì bao giờ chở gắt hả anh em ơi. Funny team. 120 nhá. 120 á. Ok. Có thính nào. Quan trọng là tôi chạy quan mạng thôi. Chứ còn là tôi đã có ra rồi không ạ. Mình Mình lấy đang cả. phân vân không biết là có nên trang bị giảm thanh hay không. Bạn có giảm thanh không anh ơi? Mình không có. Không có. Thế mình vứt cho bạn là giảm thanh bạn trang bị này. Thôi Không thôi. nhỉ. Mình vứt cho bạn giảm thanh bạn trang bị này. Mình trang bị nọc 3 là đủ Có rồi năm bây ba giờ. cả. Wow, thế giống mình rồi. Thế sao cậu không trang bị đi, cậu lại vứt cho mình. Bởi vì mình thấy nòng ba nó ngon hơn. Mình sợ bạn chết nên là mình vứt giảm thanh cho bạn để bạn bắn không lộ vị trí được chưa? Bao giờ Uầy, anh cậu xấu chết trai thì mà mình trang ơi. bị. À, mình sẽ đợi bao giờ bạn chết thì mình sẽ trang bị giảm thanh nhá. Ok. Như thế nó mới hợp lý không ạ? Wow. Cái này có thính nhưng mà như là thính ngoài bo nha mọi người. À nó là một chiếc xe mà tôi chắc này. Lấy xe chạy ông ơi, đi. Ok, lấy luôn. Nhiều máu mà tôi chạy qua tôi lấy cho. Thế là bạn chạy qua đi mình bắn súng điện cho. Chạy qua đi thôi nhé. Mình bắn cho không mất giọt máu nào. Lấy xe này bạn ơi. Lấy xe này bạn ơi mình bắn cho này. Không mất giọt máu nào ông ơi. Không. Bắn mất xe này mất. cả. Bắn được Đâu làm gì có ok mất lên đi. đâu. Đây Lên đi bắn. cậu lên. Đứng yên ông ơi. Bắn cho này. Mình đầy rồi. Bắn cho phát này ông ơi. Ok đi. Chạy đây bạn ơi. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đi sân mạng nha anh em ơi. Phần này thì còn lại đó là bao nhiêu đây? 17 trên nữa cơ à? Nào bạn. Chạy nhanh đi bạn, chúng ta đi sân mạng nào. Wow. Ông thử vòng lại cái thính lúc nãy coi. Biết đâu là sẽ có người nhá. À hai đứa ở ngay phía này luôn này. Ơi, thấy đi chưa? Bạn đây thấy rồi, thấy Tôi rồi. tại dưới Trong này. nhà. À đây 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 bạn Đây ơi. một thằng hàng rào, một thằng hàng rào. Đó, hàng rào, hàng rào. Tông nó bạn ơi, tông nó bạn ơi, tông nó bạn ơi. Wow. Tông nó bạn ơi, Đây tông nó bạn rồi. ơi. Ok nốt nhá. Và Một ly đứa ngay phía bên sau kia, à? Ngay bên trên à? Từ 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 bạn ơi, từ từ bạn ơi, mình đang rút đồ cơ đã. Thôi cậu đứng đứng như vậy mà. Qua bạn ơi đây. Thì bạn lên trên ăn mạng rồi, mình chỉ rút đồ. Đấy, bạn hạ gục nó dễ dàng thế nhỉ? Thế bạn còn nói mình gì nữa? Bạn đây bạn sấy cho nó Đi một băng nó đai luôn. Wow, hẳn là không kháng cự. À bạn ơi, hai đứa ngay phía sau này. Thế bỏ xe à? Thì bỏ xe thôi, bỏ xe đi cho an toàn, ngại gì. Bỏ xe luôn đây, bạn ơi. Nó trong bon nó canh Hai đứa mình. ngay phía này bạn ơi. À, thế rồi bạn ơi. Ngay phía VK nhá. VK mọi người, VK mọi người. Nhà, 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 nhà. Có biết cái nhà mà đầu trận Bây mình giờ, bây chết giờ, bây không? giờ, ngay, bây giờ, ngay. Ôi, nó đang ở phía cầu thang này. Đang canh, đang canh này, đang canh này, đang canh này. Canh này. Vào, vỡ đầu nhá, ngay. Một đứa nốc rồi, ngay. Cố lên, cố lên, cố lên. Chúng ta đang cứu nhau này, chúng ta đang cứu nhau này. Đang cứu nhau này, ngay. Đang cứu nhau này, ngay. Tôi có một quả lựu đạn rồi. Công lên, sấy. Sấy bao nhiêu vậy?
Wow, chúng nó cứu nhau xong bạn cứu cả hai mạng, bạn hay quá nhỉ. Wow, xong bạn kêu mình là support, đâu mình buồn bạn ơi. Wow, mình buồn quá đi à. Anh em với nhau. Từ từ bạn ơi. Tôi chạy lại tôi lút máu cái đã. Đang nghèo máu mà anh em. Ê, bò này thu gắt nha. Zip bò đi cuốn máu anh em ạ. Đi lút thêm tiền máu này. Bò xa cậu ơi, vào đi. Bây giờ ông ơi. Không sao, đây, bò ngay cạnh này mà. Từ từ ông ạ, cuốn máu cái đã. Làm gì mà căng, còn một phút nữa cơ mà, thoải mái ông ơi. Đây bạn ơi, mình mới chỉ có 3 kill thôi. Wow, mình làm support cho bạn à. Wow, bạn 6 kill rồi cả. Uầy. Bạn đếm rồi. Bạn tôi, mình đếm à. Mình sợ bạn ăn nhiều mạng nên mình đếm à. Chúng ta not friend bạn ơi, mình khi mình mới chỉ có 3 kill thì chúng ta not friend nhé bạn. Cố gắng lên cậu, còn 9 mạng nữa mà. Đâu còn 7 đứa thôi, trừ đi 2 đứa mình cơ mà. Là còn 7 đứa bạn ơi. Đâu có lát đâu mọi người, hiện tại đang xem live rất là ổn nhá. Không có lát đâu nha anh em ơi. Uầy. Hoa Nhi ơi, bạn ăn ít mạng thôi, bạn đừng ăn nhiều mạng được không, please. Mình cầu ship bạn đấy. Nếu cậu làm được. Bạn nhìn mình thấy 3 kill, bạn có thấy thương không bạn? Thương không bạn ơi? À, không thương. Được, tình nghĩa anh em với nhau mà bạn vậy đấy. Được bạn ơi. Mình cảm thấy đó là động lực cho cậu thôi. Đâu, not động lực bạn ạ. À. Bạn lại hay quá nhỉ, sao bạn? Uầy, 20 kem bạn ơi. Ở phía 20 kem có người nhá. Hai đứa bạn ơi. Hai đứa phía sau 20 kem luôn. Xe nó. Uầy, nó xe mình này. Xe cho nó bạn ơi. Ê, bông kem có người kìa, hai thằng. Ok, bông kem có hai đứa nhá. Mình vừa xe cho nó mà. Thế mà nào bạn không nghe à? Wow. Cắt thế. Cái thế ai chơi nổi hả anh em? Thế tôi trang bị giảm thanh này. Một thằng đang chạy kìa. Trang bị giảm thanh này, ok. Trang bị giảm thanh rồi anh em ạ. Wow, ok, để coi nào. Wow, nó một rồi cả. Thế thì cắt rồi ông ơi, chúng nó cứu nhau à? Ghê rồi, Hôn Nhi clear một đứa rồi anh em ơi. Thế còn một đứa nữa ạ. Wow, clear cả hai luôn. Hay lắm bạn ạ. Thế thì hay rồi. Bạn 8 kill, mình 3 kill, chúng ta not friends rồi bạn ơi. Wow, bạn còn cười được nữa cơ à? À, tình nghĩa anh em của chúng ta. Wow, nhân giống anh em ạ. Hai đứa có chết vì bo này. Hôn Nhi, mình giết bạn, Hôn Nhi ơi, bạn 8 kill, mình giết bạn. Hôn Nhi ơi, mình giết bạn. Bạn ăn ít mạng thôi. Wow. Thế là cái trận này Hôn Nhi nó ăn tận 8 kill anh em ạ, tôi chỉ đi theo support cho Hôn Nhi. À, hay lắm bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.